Sáng nay ngày 18 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin, cuộc thi Olympic sinh học quốc tế năm 2022 vừa kết thúc tại Armenia. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Cụ thể, em Trương Văn Quốc Đạt, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học tỉnh Thừa Thiên Huế đoạt huy chương bạc. Ba em còn lại đoạt huy chương đồng, gồm em Nguyễn Phúc Lâm, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Quang Trung tỉnh Bình Phước. Em Võ Tiến Thành, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. Em Đỗ Trọng Phước Nguyên, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ. Cuộc thi Olympic sinh học quốc tế năm 2022 được tổ chức tại Armenia từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022. Với sự tham gia của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, ba nước làm quan sát viên với 231 thí sinh tham dự.